Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Và trước khi vào clip ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn hãy bớt ra một chút thời gian thôi. Các bạn hãy kéo xuống bên dưới video và nhấn vào nút subscribe channel của Laptop World để chúng mình càng ngày càng làm những video clip chất lượng hơn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bắt đầu video ngày hôm nay nào. Vâng. Rồi, nếu bạn bỏ ra khoảng 50 triệu đồng và bạn mua một chiếc E21, bạn chạy ngoài đường thì chưa chắc là mọi người đã để ý tới. Nhưng với cùng cái số tiền đó, bạn cầm một chiếc laptop này trên tay thì đảm bảo là sẽ rất nhiều người ngoái nhìn theo bạn đấy. Với cái vẻ bề ngoài thì quá là tinh tế và đẹp mà MSI đã mang lên một chiếc flagship GE66 Raider này. Không có gì là khó khăn để mà chúng ta có thể nổi bật giữa đám đông cả, đúng không nào? Và cũng không chỉ với cái vẻ bề ngoài đẹp và nổi bật đâu, cấu hình của em nó cũng có phần nổi bật không kém. Và trong clip này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết từng góc cạnh của chiếc MSI GE66 Raider này nhá. Bắt đầu nào. Thì đây là một em laptop hiếm hoi mang lại sự cân bằng giữa cấu hình phần cứng thuộc hàng top hiện nay và cả cái vẻ bề ngoài thực sự rất là tinh tế và nổi bật. Thêm vào đó nữa là cái trải nghiệm trong quá trình mà chúng ta sử dụng nó vô cùng là đáng tiền nữa các bạn ạ. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ phía bên ngoài trước nhá. Ngoại hình của em laptop này là cái thứ khiến cho mình yêu cái laptop này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà các bạn nhìn từ mặt sau lại, với những đường nét gấp khúc ở cái phần bản lề sẽ khiến cho mình liên tưởng ngay đến những cái chiếc phi thuyền trong phim Avenger vậy. Ok, tiếp theo nhìn lên phía trên chúng ta sẽ thấy một cái logo MSI nổi lên. Và đây mới thực sự là cái khiên dũng mãnh mà mình luôn mong chờ. Bởi cái logo MSI này, một con rồng và một cái khiên, trông nó rất là dũng mãnh và cứng cáp, đúng không nào các bạn? Nếu như mà chỉ nhìn từ mặt sau đã khiến cho bạn mê mẩn cái em laptop này, thì khi mà các bạn nhìn ra mặt trước, thực sự các bạn chỉ muốn đón em nó về ngay và luôn thôi. Đây, chiếc MSI GE66 Raider được trang bị một cái giải LED mà MSI còn đặt cho nó một cái tên, đó chính là Panoramic Aurora. Cho ánh sáng tốt và khi mà chúng ta nhìn vào thì sẽ không hề bị mỏi mắt và sẽ không giống như là trên những cái dòng laptop khác. Cá nhân mình cảm thấy thì công nghệ LED ở trên MSI bây giờ đang đi đầu trong cái dòng laptop gaming rồi. Và chúng ta có thể dễ dàng custom cái giải LED cũng như là cái bàn phím này thông qua cái phần mềm có tên là SteelSeries Engine 3 được tích hợp sẵn ở trong máy, và chúng ta sẽ cùng thử nha. Đó, chúng ta đã vừa thử custom cái giải LED này, nó thực sự nó mang lại quá là nhiều hiệu ứng cho chúng ta có thể dễ dàng cá nhân hóa và quá là đẹp, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, một thứ nữa cũng khiến cho mình vô cùng là yêu cái chiếc laptop này. Đó chính là về cấu hình mà MSI đã trang bị cho cái chiếc flagship này. Đó chính là Intel Core i7-10750H, Comelec 6x12 luồng, xung 2.6GHz, Turbo Boost lên tới 5.0GHz, CPU GeForce RTX 2070 8GB được sử dụng trên con máy này là phiên bản mobile và chuyên sử dụng trên cái dòng laptop cao cấp như thế này. RAM được sử dụng trên máy là RAM 16GB, tức là hai thanh 8GB, bớt 3200. Đó, SSD 1TB, PCIe Gen 3X4. Nói về khả năng nâng cấp thì con máy này vẫn cho chúng ta khả năng nâng cấp với hai khe RAM và có thể nâng cấp tối đa lên tới 64GB RAM. Đó, SSD cũng trang bị hai khe và một trong hai khe cho chúng ta khả năng lắp ổ SATA nữa, cho chúng ta có thể linh động giữa tốc độ và dung lượng. Đó, và đây chỉ mới là cái phiên bản mà mình được trên tay thôi nha các bạn. Còn cả phiên bản Intel Core i7-10875H và RTX 2070 Super, RAM 32GB nữa, và chưa dừng lại ở đó. Trên thị trường quốc tế thì sẽ có cả phiên bản là Intel Core i9-10980HK và RTX 2080 Super. Quá là kinh khủng đó các bạn. Rồi, chúng ta vừa đi qua một chút, cũng không hẳn là một chút đâu, rất là nhiều thông số về cấu hình, rất là khô khan, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm hiệu năng của chiếc máy này. Thì cũng không có gì để bàn cãi trên một con flagship như thế này cả. Những cái tựa game đồ họa yêu cầu cấu hình cao một chút, máy đều có thể đáp ứng vô cùng là tốt. Mà không những chỉ tốt không đâu, nó còn rất là mượt mà nữa các bạn ạ.
Ngoài ra để có thể xử lý được những công việc như là edit và render video nặng hay là xử lý những hình ảnh 3D thì cũng đều không thể làm khó được em máy này. Mình đã thử qua rất là nhiều các phần mềm như là Adobe Photoshop này, Adobe Lightroom hay là Premiere thì mọi thứ đều đáp ứng rất là mượt mà. Nó gọi là quá là nhẹ nhàng luôn đấy các bạn. Đó, chúng ta hãy cùng xem video để có thể biết thêm được trong quá trình mình trải nghiệm như thế nào nhé. Và như các bạn có thể thấy thì mình đang edit một cái clip 4K cho chính con máy này. Preview rất là mượt mà và không hề có một hiện tượng crop hình nào cả. Thật ra đây là một cái clip mình khá là lười dựng. Hôm trước anh khách anh ấy mua con GE65 Rider thì mình đã quay lại để lấy làm tư liệu. Đó, như các bạn có thể thấy, cái màn preview của con máy này nó rất là mượt mà. Mọi thứ nó không hề có một hiện tượng giật lag nào hết. Mặc dù đây là một video 4K và mình có thêm một số cái effect chuyển cảnh vào. Ngoài ra thì có thêm một cái layer màu và thêm một số cái effect chữ các thứ. Đó, các bạn có thể xem. Mọi thứ nó rất là mượt mà. Một cái con máy cấu hình khủng như thế này mà lại bị crop hình khi mà chỉ edit một clip 4K cơ bản thì mình nghĩ là cũng hơi khó đúng không nào các bạn? Thì màn hình của chiếc GE66 Rider này vẫn được trang bị màn hình đó là 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS. Và ngoài ra thì trên thị trường quốc tế chúng ta sẽ có cả tùy chọn màn hình là 4K, tần số quét 60Hz nữa cơ. Thì cái tấm nền mà mình check được ở trên cái chiếc máy này nó được làm đến từ Sharp, một cái thương hiệu chuyên sản xuất những cái mẫu màn hình đình đám hiện nay, vô cùng là chất lượng và cho chúng ta một cái màu sắc rất là đẹp và chân thực nữa. Sau khi mình đã đo con màn hình này bằng con bộ SpiderX Pro thì nó mang lại một số những cái thông số màu như sau: về độ sáng sấp xỉ 300 nits, 92% sRGB, 70% Adobe RGB và độ sai lệch màu Delta E và độ tương phản ở mức khá là tốt. Và cái thứ đáng tiền nhất ở trên con màn hình này mà không thể không kể đến đó chính là cái tần số quét của nó lên đến tận 240Hz, cho chúng ta cái trải nghiệm cực kỳ tốt từ lướt web cho tới chiến game. Nó được mượt mà hơn bao giờ hết các bạn ạ. Mỗi khi mình bật cái máy này lên, mình nhìn vào cái giải LED ở bên dưới này và nhìn vào cái đèn RGB ở bên dưới cái bàn phím này, cũng như là nhìn lên cái màn hình, nó mang lại một cái trải nghiệm thực sự rất là mượt mà. Thì mình chỉ muốn mở game ra và chiến ngay và luôn thôi các bạn ạ. Ok, rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đến phần bàn phím chiếc máy này nhé. Thì đúng như là những gì mình đã mong đợi, MSI đã không quá là tham lam. Họ đã lược bỏ đi cái dãy phím số ở bên phải ngoài cùng như này. Điều này sẽ giúp cho cái trải nghiệm gõ phím của chúng ta nó tốt hơn rất là nhiều. Và trọng tâm của máy nó được dồn về chính giữa. Đó, chúng ta sẽ không phải ngồi lệch sang bên cạnh để có thể gõ phím được một cách tốt nhất nữa. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi thẳng lên, không ảnh hưởng tới cuộc sống nữa đúng không nào các bạn. Và ngay khi mà mình cầm cái laptop này là mình đã có thể tự tin gõ lướt max speed ở trên cái bàn phím này rồi. Thực sự thì cái bàn phím này nó mang lại một cái hành trình phím phải nói là hơi nông so với cả những cái dòng laptop gaming khác, nhưng mà bù lại thì keycap rất là lớn, layout phím bố trí rất là hợp lý và quen thuộc thì không khó gì là khó để mình có thể dễ dàng làm quen với bàn phím này ngay tức thì cả đúng không nào. Và phía dưới chiếc bàn phím này nó được trang bị một hệ thống đèn LED RGB per key, chúng ta có thể dễ dàng quan sát, chơi game hay là làm việc trong cái môi trường thiếu sáng và cũng có thể dễ dàng đồng bộ hơn với cái giải LED RGB ở đây thông qua phần mềm SteelSeries Engine 3 được tích hợp sẵn ở trong máy. Một cái ưu điểm mà ở trên chiếc bàn phím này mà mình khá là thích đó chính là cái nút FN được đặt ở bên này. Tuy là nó đặt hơi sát, đặt gộp vào trong cái nút Control, nhưng mà nó lại cho mình một cái tầm với, nó khá là tiện, nó khá là tốt. Mình không cần phải sử dụng hai tay để có thể bấm nữa. Bây giờ mình cần ấn một tay thôi, mình có thể đi khắp cái bàn phím này rồi. Và nó cho chúng ta có thể bật nhanh cái hồng tâm ở giữa màn hình cho chúng ta trải nghiệm những cái game bắn súng, lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng chọn được cái chủ thể, cái mục tiêu ở giữa một cách dễ dàng hơn. Đó, nút bật nhanh cái phần mềm MSI Dragon Center này và nút bật nhanh phần mềm SteelSeries để cho chúng ta có thể dễ dàng custom.
cũng như là nút tăng giảm ánh sáng bàn phím các thứ mọi thứ ở bên này nó rất là tiện. Đi qua phần ưu điểm thì một cái nhược điểm trên cái bàn phím này, một cái nhược điểm rất là nhỏ thôi mà đáng ra mình cũng không định nói đâu, đó chính là cái nút delete và nút insert được đặt ngay sát vào cái nút nguồn của máy đó. Nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta có thể chưa quen, chúng ta có thể dễ dàng gõ nhầm và cũng cần khá là nhiều thời gian để có thể làm quen đấy. Tuy nhiên thì cái nút nguồn này chúng ta sẽ phải dùng một cái lực bấm mạnh hơn một chút, cho nên là mình nghĩ là để làm quen với việc này thì nó cũng không phải là khó khăn cho lắm đâu. Và chúng ta đã vừa đi qua phần bàn phím ở phía trên, tiếp theo xuống bên dưới chúng ta sẽ có một cái giải touchpad với cái kích thước thì cũng khá là gọn gàng, nếu mà không muốn nói là hơi bị nhỏ trên một chiếc laptop 15,6 inch như thế này. Một chiếc touchpad được phủ bề mặt hơi mịn cho chúng ta một cái cảm giác dê rất là mượt và cũng rất là chính xác, cho cái phản hồi thì rất là nhanh nữa đó. Và khi mà mình lướt, nhất là khi mà mình lướt web thì nó cho mình một cái cảm giác như kiểu mình đang lướt trực tiếp ở trên chiếc màn hình này vậy, một cái phản hồi gần như ngay tức thì, mình không hề nhận ra một cái độ trễ nào cả đó. Và hai nút click chuột trái chuột phải đặt ngầm ở bên dưới này, chúng ta sẽ click vào hai bên trái phải ở cạnh dưới của touchpad. Ok, một cái touchpad cũng không có gì để chê cả ngoài cái kích thước hơi nhỏ một chút. CPU thì vẫn sử dụng tiến trình là 14 nanomet cũ cho nên là nó ăn khá là nhiều điện, có lúc nó lên tới khoảng gần 50W cơ. Và GPU cũng là một cái nguồn vốn điện không hề nhẹ nhàng một chút nào cả, có lúc nó ăn lên tới tận 110W điện, quá là khủng khiếp đúng không nào. Thì điều này cũng đồng nghĩa với việc là nhiệt độ của máy sẽ khá là cao, nhưng mà Coolboost 5 đã làm rất là tốt trên cái chiếc máy này. Nó giữ nhiệt độ của CPU tối đa chỉ ở mức là 85 độ trở xuống mà thôi, rất là mát mẻ đúng không nào các bạn. Và GPU cũng chỉ loanh quanh khoảng 65 tới 70 độ mà thôi. Đây là một mức nhiệt độ thực sự rất ấn tượng trên một cái cấu hình và hiệu năng cao như thế này. Đó. Chúng ta sẽ có 4 khe thoát nhiệt đặt cân đối và bề mặt dưới được làm những khe hút gió vô cùng là thông thoáng, giúp cho luồng gió mát đi ra vào được thuận tiện hơn. Và chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh hiệu năng của chiếc máy này thông qua phần mềm MSI Dragon Center được cài đặt sẵn ở trong máy, và để có thể mang lại một cái trải nghiệm chiến game cũng như là làm việc được tốt nhất, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, thì Laptop World đã có tặng kèm cho bạn một chiếc tai nghe gaming để chúng ta có thể trải nghiệm được tốt hơn rồi. Ok, chúng ta sẽ không cần phải lo ngại về tiếng ồn trên chiếc laptop này nữa, bởi vì chiếc quạt của nó quay tới tận hơn 6.000 vòng trên phút. Để có thể kéo theo một cái bộ cấu hình khủng long như thế này thì máy cũng đòi hỏi một cái dung lượng pin cũng như là một cục sạc công suất không hề nhỏ đâu các bạn. Và máy được trang bị viên pin là 4 cell pin 99,9Wh và chỉ có 0,1Wh thôi là nó lên đến 100 rồi. Nhưng mà không, thì đây là một cái dung lượng pin tối đa cho phép được trang bị cho một chiếc laptop rồi. Và cục sạc là 230W, cũng dễ hiểu đúng không nào các bạn. Một cấu hình khủng như thế thì để tối ưu được hiệu năng của máy buộc phải có một cục sạc công suất rất là lớn đúng không nào. Và cái thời lượng pin mà mình qua trải nghiệm ở trên cái chiếc máy này nó sẽ vào khoảng độ 3,5 cho tới 4 giờ sử dụng liên tục. Thì theo mình cảm thấy cái thời lượng sử dụng như này nó là hơi đuối cho các cái tác vụ đọc văn bản, lướt web hay là xem video. Mình từng test cái thời lượng pin của chiếc máy thông qua cái thời gian mà mình viết kịch bản cho em nó luôn. Và sáng nay mình có viết kịch bản chiếc laptop này thì mình đã viết kịch bản liên tục và kèm theo đó là mình sẽ mở nhạc ở trên YouTube. Thì cái thời lượng pin của nó mang lại vào khoảng độ 3 tiếng đồng hồ, lúc đó thì thời lượng pin của máy, dung lượng pin nó sẽ còn khoảng hơn 30% một chút thôi, khoảng 32%. Đó, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi, cũng không phải là đuối lắm đâu. Dừng lại ở đó thì mình nghĩ là cũng hợp lý rồi, vì hai lý do như sau. Thứ nhất là máy đã trang bị một cấu hình rất là cao rồi mà còn đòi thiết kế mỏng nhẹ và đẹp nữa, thì chúng ta buộc phải đánh đổi đúng không nào. Đó, lý do thứ hai đó chính là dung lượng pin tối đa cho phép rồi, chúng ta vẫn được mang chiếc máy này lên máy bay để có thể sử dụng, thì cái dung lượng pin dừng lại ở mức đó là hợp lý đúng nào các bạn. Đó, và chúng ta sẽ cùng đi qua một chút về kết nối của máy nhá. Thì máy được trang bị đó chính là Wi-Fi 6 và Bluetooth là 5.1, cho cái tốc độ truyền tải nó được nhanh hơn rất là nhiều. Còn về cổng kết nối thì máy vẫn được trang bị đầy đủ hầu hết các cổng kết nối, và những cổng kết nối dây tốn diện tích thì sẽ được đẩy hết về cạnh sau của máy như thế này, cho chúng ta một cái quá trình trải nghiệm sử dụng được thuận tiện hơn và không hề bị vướng víu chút nào. Và chúng ta sẽ đi qua một chút về thông tin cổng kết nối của chiếc máy này nhé. Thì chúng ta sẽ đi từ bên cạnh phải trước đi. Đi từ cạnh phải chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, một đầu đọc thẻ SD mang tốc độ truyền tải lên tới 200 Mbps trên giây, vượt qua cái phiên bản GE65 khi chỉ mang lại tốc độ chỉ là gần 30 Mbps trên giây mà thôi. Quá là kinh khủng khiếp đúng không nào. Và sang đến bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng USB 3.1 Gen 2, một cổng USB C 3.2 Gen 2X2 và một jack audio 3.5. Và khi mà chúng ta xuống đến cạnh đáy của máy thì chúng ta sẽ có thêm một dải các cái cổng kết nối nữa. Rồi, lần lượt sẽ là một cổng mini DisplayPort,
một cổng USB-C 3.1 Gen 2, một cổng RJ45, một cổng HDMI và cuối cùng là một cổng cấp nguồn được thiết kế như kiểu là một cổng USB như thế này. Đó, với hệ thống cổng kết nối đầy đủ như trên thì chúng ta có thể vô tư sử dụng các cái thiết bị ngoại vi như là xuất hình ảnh ra bất kỳ một cái thiết bị nào, trên màn hình hay là máy chiếu đều rất là thuận tiện, phục vụ cho công việc hay là kể cả chơi game nữa, đúng không nào các bạn? Và trên đây là cái trải nghiệm cũng như là những cái cảm nhận của mình về chiếc MSI GE66 Raider này, một chiếc flagship mới nhất đến từ nhà MSI. Vậy còn các bạn có cảm nghĩ gì về chiếc laptop này? Hãy đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Và chi tiết về sản phẩm cũng như là chương trình khuyến mãi mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video, và hy vọng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Và nếu mà các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì cũng đừng quên nhấn like và subscribe để có thể ủng hộ cho channel của Laptop World nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.